Với nhiều bãi biển, cung đường biển đẹp, các vịnh biển trong xanh, Khánh Hòa rất có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch thể thao. Hiện nay, khi du lịch đến một vùng đất mới, không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, mà còn kết hợp với khám phá thiên nhiên, gắn liền với các hoạt động thể thao. Theo các chuyên gia du lịch, để tạo thêm sức hút cho du lịch, địa phương cần đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện thể thao kết hợp du lịch. Do đó, tháng 6 này, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 Cúp Petro Việt Nam PVC FC 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của gần 200 tay vợt hàng đầu cả nước. Không những là giới hâm mộ cả nước. Sự kiện đỉnh cao của bóng bàn quốc gia được Báo Nhân dân phối hợp Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức với gần 200 tay vợt của 18 đơn vị, tranh tài ở 7 nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Giải chính thức khai mạc vào tối ngày 3 tháng 6 và bế mạc vào tối ngày 7 tháng 6. Đây là giải đấu đỉnh cao quốc gia hàng năm, có uy tín và truyền thống 42 năm qua, được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1983 đến nay. Giải bóng bàn lần thứ 42 năm 2024 thì tổ chức ở thành phố Nha Trang, một cái thành phố biển rất là xinh đẹp. Chúng tôi hy vọng là lượng công chúng mà quan tâm bóng bàn sẽ rất là đông. Năm nay có thể nói là giải vô địch bóng bàn quốc gia có số lượng đoàn và số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Đặc biệt năm nay là có thêm nhiều cái câu lạc bộ mới. Có thể nói là sự chuẩn bị cho giải Báo Nhân dân luôn là sự chuẩn bị tốt nhất của tất cả các tỉnh thành ngành. Vì đây là giải vô cùng quan trọng để đánh giá khâu đào tạo chuẩn bị. Qua đó, ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng như là đội tuyển quốc gia lựa chọn các nhân tố tiềm năng có chiều sâu để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế. Giải bóng bàn vô địch quốc gia của Báo Nhân dân tổ chức là một giải đấu rất là có uy tín, đã góp phần vào cái sự phát triển của phong trào bóng bàn trên cả nước nói chung, rất là bổ ích để cho các vận động viên, nhất là các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia. Giải đấu năm nay sẽ thu hút tất cả những cái tay vợt mạnh của bóng bàn trên cả nước, trong đó có những gương mặt rất là xuất sắc thi đấu nổi trội như đôi Đinh Anh Hoàng và Mai Ngọc ở SEA Games 32. Tôi cho rằng là với một cái giải đấu mà hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn cùng với những cái vận động viên mà đã từng làm nên tên tuổi dưới bóng bàn Việt Nam và bây giờ chuyển đến công tác huấn luyện như là Tuấn Quỳnh hay là Quang Linh, chắc chắn là giải đấu sẽ rất là hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem. Giải thi đấu năm nay diễn ra trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn Việt Nam khi tiếp tục có những khởi sắc về chuyên môn thời gian qua, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cả nước với thành tích đạt được tại các kỳ SEA Games 31 và 32 trong 2 năm qua. Đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của các vận động viên tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á và vô địch trẻ châu Á 2024. Đây là những thành tích đáng tự hào, đồng thời thể hiện tiềm năng phát triển của bóng bàn Việt Nam trong tương lai. Qua những giải vừa rồi như vòng loại Olympic cũng như giải trẻ Đông Nam Á qua thì với những vận động viên gạo cội chủ chốt, cái phong độ của các em sẽ là cái mấu chốt quyết định cái sự có xoán nuôi hay không. Còn với các gương mặt trẻ, cái việc các em vượt qua chính mình và vượt qua được các anh chị lớn cũng là một dấu hỏi. Cái đấy cũng sẽ là một điều bất ngờ cho giải. Tại giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42, tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC năm nay, câu lạc bộ bóng bàn TNT sẽ mang tên mới là Công an Nhân dân TNT và hướng tới giành vị trí top 3 toàn đoàn tại giải. Sự hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển bộ môn bóng bàn của Công an Nhân dân, đồng thời đưa vận động viên Việt Nam tiệm cận với trình độ quốc tế. Như chúng tôi hồi xưa là Hà Nội TNT, thì bây giờ chúng tôi chuyển thành là Công an Nhân dân TNT. Thì về cái lực lượng chúng tôi tham gia thì cũng sát nhập giữa hai đội, đội Công an Nhân dân rồi cũ và đội TNT bây giờ. Nhìn chung thì chúng tôi cũng là một trong những trung tâm mạnh, có những cái vận động viên tiềm năng như Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc cũng đã vô địch SEA Games. Cái đồng đội nam Hà Nội TNT năm ngoái cũng đang vô địch. Mục tiêu đề ra trước lãnh đạo thì chúng tôi cũng đề ra là một vàng, một bạc, một đồng. Vàng thì chúng tôi sẽ tranh chấp ở ba cái nội dung: đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ. Giải đấu sắp tới thì mình cứ đánh hết sức mình ạ. Thắng thua không quan trọng ạ, nhưng mà mình phải đánh hết cái khả năng mà mình trong lúc mình tập luyện.
Trong quá trình chuẩn bị thì các vận động viên cũng đang tập những cái bài tập chiến thuật, và trong quá trình ấy thì chúng tôi cũng cho các vận động viên, một Duy Hoàng và vận động viên Trần Mai Ngọc cũng sang cái giải mời của Indonesia để tạo cái tiền đề cho cái giải báo Nhân Dân tổ chức. Là một trong những đội mạnh có truyền thống của bóng bàn cả nước, đội bóng bàn Hà Nội cũng được đánh giá cao nhất tại giải đấu sắp tới. Với lực lượng đông đảo, tham gia tranh tài đầy đủ ở cả 7 nội dung thi đấu, chắc chắn bóng bàn Hà Nội sẽ gây ra không ít khó khăn trước nhiều tay vợt mạnh khác, hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch đơn nam và đơn nữ. Đội bóng bàn năm nay tham gia với thành phần đông nhất từ trước đến giờ, gồm có đội nam thì có 3 đội, đội nữ thì cũng có 3 đội. Chúng tôi tham gia với cái lực lượng là mạnh nhất, nhưng vận động viên vẫn là hàng đầu như Nguyễn Anh Tú về nam và Nguyễn Thị Nga về nữ. Tuy nhiên năm nay chúng tôi có một sự bổ sung, là có vận động viên Lê Tiến Đạt từ đội Hà Nội TNT chuyển sang, nên cái lực lượng nam của chúng tôi năm nay là tốt, và kết hợp với cả những vận động viên trẻ như là Nguyễn Văn Huấn hoặc là Đỗ Tuấn Kiệt. Mọi công tác chuẩn bị từ đầu năm đến giờ để hướng tới cái giải vô địch toàn quốc tranh giải báo Nhân Dân lần này thì chúng tôi luôn luôn đặt cái mục tiêu cao nhất. Năm nay, ngoài việc bổ sung lực lượng nam để cạnh tranh vị trí cao ở nội dung đồng đội, bóng bàn Hà Nội còn có tay vợt nữ. Nguyễn Hạnh Ngân, 18 tuổi, là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng tại giải. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian gần đây, Nguyễn Hạnh Ngân là tay vợt trẻ có thể so kè với Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc ở nội dung đơn và đồng đội nữ. Chúng tôi có Nguyễn Anh Tú tham gia vòng loại Olympic, bạn cũng được đi tập huấn ở Trung Quốc cũng như là kết hợp thi đấu. Và cái kết quả thì của cái vòng loại Olympic thì cũng chưa được tốt. Tuy nhiên chúng tôi rất là trông chờ vào giải vô địch toàn quốc báo Nhân Dân lần này. Em ấy thể hiện một cái phong độ cao, trải qua một quá trình tập huấn cũng rất là lâu rồi. Chúng tôi năm nay thì có rất là kỳ vọng vào chỗ Nguyễn Hạnh Ngân. Bạn ấy là một trong những vận động viên trẻ đã từng được đầu tư trên đội tuyển quốc gia, trải qua một cái mùa giải cuối năm 2023 vừa rồi. Thì em ấy có được hạng 3 giải các cái vòng sắc lớn. Đây là cũng là một trong những người mà đang chúng tôi rất hy vọng là sẽ là nối tiếp được các vận động viên đàn chị, ví dụ như là Nguyễn Thị Nga, và em ấy cũng là một người là hội tụ rất được nhiều yếu tố để làm sao mà bước xa hơn. Sở trường của em thì là thiên về kỹ thuật nhiều, em ấy cũng đua độ chuẩn tích cực. So với năm ngoái em cần phải khắc phục nhiều hơn về mặt kỹ thuật và cũng như chiến thuật. Bóng bàn quân đội từng nhiều năm khuynh đảo các giải đấu trong nước, trong đó đỉnh cao nhất là giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân Dân. Với thế hệ vàng qua đi, bóng bàn quân đội hiện nay đang rơi vào tình cảnh đi xuống. Rất nhiều sự hỗ trợ, nỗ lực để tìm lại vị thế hàng đầu của mình. Đinh Quang Linh là người gắn bó lâu nhất và cũng để lại nhiều dấu ấn, khoảnh khắc vinh quang cho bóng bàn quân đội. Tuy vậy, trong vai trò huấn luyện viên hiện nay, Quang Linh đang rất khó khăn để có thể vực lại thời kỳ huy hoàng của một trung tâm bóng bàn giàu truyền thống của cả nước nếu hội đủ nhiều điều kiện. Chúng tôi thì hiện tại nòng cốt là trẻ, nên là chúng tôi cũng luôn luôn tích cực để bồi dưỡng cho các cháu có nhiều cái cơ hội được thi đấu giải. Trong đó hiện tại thì có rất là nhiều cái giải đấu phong trào để các cháu thường xuyên thi đấu, để các cháu rèn luyện và nâng cao được cái trình độ. Hiện tại thì cũng có một cái khó khăn là chúng tôi cũng đến 5 năm rồi. Chúng tôi cũng không được đi tập huấn ở nước ngoài. Đó là một cái mặt hạn chế. Để hy vọng trong những cái năm tới thì cũng được sự quan tâm và đầu tư của lãnh đạo quân đội để cho đội có những cái kế hoạch đi tập huấn cho các cháu đi tập huấn dài hạn. Thì đó là cái điều mà ban huấn luyện cũng rất là mong mỏi. Hiện tại, lứa vận động viên sinh năm 2007 đang được kỳ vọng vì có đủ tố chất để vươn xa. Trong đó có tay vợt 17 tuổi Nguyễn Hoàng Lâm với thể hình cao 1m70. Bóng bàn quân đội đang hướng đến những sự đầu tư vào vận động viên trẻ có triển vọng. Giải năm nay em thi đấu tổng cộng 4 nội dung, đồng đội, đơn, đôi nam và đôi nam nữ. Mục tiêu của em năm nay là sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu mà thầy và toàn đội đưa ra. Cũng giống như bóng bàn quân đội, bóng bàn Hải Dương cũng đang trong tình cảnh gặp nhiều khó khăn từ nội tại cho đến khách quan. Vốn là một trung tâm lớn nhất của bóng bàn Việt Nam, nhưng bóng bàn Hải Dương sẽ mất rất nhiều thời gian để lập lại được những thành tích trong thời gian qua.
việc một số tay vợt chủ lực vẫn gặp những chấn thương dai dẳng. Do vậy, lực lượng tập trung vào các vận động viên trẻ nhưng lại ít được thi đấu tại các giải chính thức để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Năm nay thì thực ra là cái kế hoạch thì cơ bản là chủ yếu là tập huấn tại trong nước. Thì ngoài cái việc tập luyện thì đặc biệt chú trọng đến cái đi thi đấu ra ngoại. Và cái đấy là cái rất cần thiết cho các vận viên bước vào giải đạt được cái phong độ điểm rơi tốt nhất. Ban huấn luyện đã giao những bài tập rất đầy đủ và chu đáo cho em. Nó sẽ giúp em nhanh nhẹn, tăng được sức mạnh trước giải đấu và chuẩn bị giải đấu. Em rất là quyết tâm ở các nội dung, đặc biệt là đồng đội nam và đơn nam. Tại giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 42 Cúp Petro Việt Nam PVC FC 2024 diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những tay vợt trẻ của đơn vị chủ nhà đang nỗ lực chuẩn bị để thể hiện được khả năng cũng như có được thành tích cao dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc, người rất tâm huyết, luôn ước muốn cháy bỏng, vực dậy môn bóng bàn quê nhà, tỏa sáng trên khắp các đấu trường trong nước và quốc tế. Bởi bóng bàn Khánh Hòa đã từng khẳng định vị thế rất tốt trong làng bóng bàn Việt Nam. Thực sự là đội Khánh Hòa trong thời gian này thì không còn là một trung tâm mạnh của cả nước nữa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chúng tôi sẽ là cố gắng để mà bắt kịp trình độ của các vận động viên. Và hy vọng trong những năm sau, nhất là trong cái đại hội sắp tới. Trong những năm gần đây, ngành thể thao Khánh Hòa đã có đầu tư trở lại cho bóng bàn lứa trẻ, kiên trì đầu tư, mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, từng bước xây dựng môi trường chuyên nghiệp cho bóng bàn, cho nên đã có nhiều cây vợt trẻ thi đấu đạt thành tích cao. Đối với lại giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân thì là quy tụ rất là nhiều cây vợt hàng đầu Việt Nam, thì là ở đó con được gặp gỡ và cũng như là được cọ sát với rất là nhiều cây vợt hàng đầu, cũng như là đang lại rất là nhiều cái cơ hội cọ sát cho bản thân. Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân 2024 được tổ chức ngay trên quê hương là điều kiện rất tốt để cho các tay vợt trẻ có cơ hội được trải nghiệm thi đấu cọ sát với các tay vợt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam hiện nay. Sắp tới còn thi đấu ở nội dung là đôi và đơn, thì là tụi con cũng chuẩn bị đấu cọ sát rất là nhiều, và có những cái giải ở Tiền Giang thì tụi con cũng đi thi đấu để cọ sát trước khi chuẩn bị cho giải sắp tới. Thông qua lần đăng cai này, tỉnh Khánh Hòa cũng phát động mạnh mẽ phong trào sâu rộng chơi bóng bàn trong học đường, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về nhiều mặt cho lứa vận động viên năng khiếu để bóng bàn Khánh Hòa có thể vươn lên hướng tới những mục tiêu tại các giải đấu đỉnh cao mà trọng tâm là Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng, bởi vì đây là một cái giải là quy tụ các tay vợt hàng đầu Việt Nam được thi đấu, và người dân của Khánh Hòa cũng sẽ được chiêm ngưỡng những đường bóng hay, những vận động viên nổi tiếng của bóng bàn Việt Nam ta. Và cũng hy vọng cũng trong qua cái giải này, phong trào bóng bàn Khánh Hòa nói riêng sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Với một tuần tranh tài sôi nổi tại thành phố biển xinh đẹp, chắc chắn giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 42 tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC sẽ làm thỏa mãn niềm đam mê của những người hâm mộ bóng bàn cả nước thông qua kênh sóng truyền hình Nhân dân và đài phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa, hoặc đến xem và cổ vũ trực tiếp, qua đó góp phần phát triển bộ môn bóng bàn và thúc đẩy du lịch thông qua các sự kiện thể thao, trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.